Sáng ngày tranh thủ lên làm sớm thì mình đang qua sửa hai cái ao công nghiệp. Anh tính sửa ao thứ ba đang nuôi tôm luôn, mà hiện tại tôm thì cũng còn nên anh cũng không có sửa. Bờ ao này thì nó cũng khá là to, thì mình đang tém lại, tém cho nó nhỏ nhỏ rồi cho cao cao lên. Thì hồi hôm qua thì mình sửa được, nguyên ngày hôm qua thì mình chạy được khoảng cỡ, để mình nhớ coi, hôm qua mình chạy khoảng 8 tiếng ngoài, khoảng 8 tiếng rưỡi. Thì mình sửa từ cái đầu bờ, mình sửa dòng qua đây. Chỗ này thì mua dầu cũng dễ lắm, mình chạy vô tới đây nè. Nhưng mà bắt đầu qua vài ngày nữa bắt đầu mình dắt dầu hơi khó rồi. Tại vì anh còn một cái ao tôm ở bên đầu cái ao tôm đang nuôi á, phải qua cái con kinh nữa, nên mua dầu cũng hơi cực đây, chưa biết mình mua dầu mình chở vô đường nào á. Cái hàng dừa này thì người ta trồng cũng khá là ngay nè. Thì trong lúc mình làm thì mình cũng để ý, ví dụ như mình sắp lên cái bờ thế này nè, từ trong đây ra khoảng cỡ hai mặt bờ á, khoảng cỡ 2 mét, thì mình để ý, thì tại vuốt bờ này nó cũng mình không có canh được á, nằm xéo xẹo bên à, nên mình cứ vuốt đại á, nhưng mà bờ này thì mình vuốt hơi tạm tạm được à. Còn cái bờ bên kia thì vuốt thôi, xấu quá xấu, tại vì nó nhỏ quá, mình chèn mấy cái dừa á. Anh chủ nhà cũng không nói gì. Ở đây có cái đường ống ảnh cấp nước từ ở dưới lên hay sao này, có đường ống ảnh để hỏi ảnh đường ống này coi xử lý làm sao. Cái đường ống này bỏ đây không được rồi, nó đâm sao, đâm thẳng là nó đâm sao vô bờ, vô trong hả? Sợ xe em chạy bể luôn rồi, bể anh rồi, nó cập trong hông hốc luôn hay gì. Nó sợ bể quá anh ơi, tại nó nằm cạn bất tử cạn nè anh. Em móc không trúng nó thôi à, em đi trên lại đi nó không sao đâu. Người ta bể thôi hả, sao ha? Dạ. Còn cái đường ống này em đặt sau đi, khi nào em lại em sửa bằng ngang rồi nè, xong cái anh đặt qua luôn. Rồi thì đó, thì cho em dán cái mé đó. Dạ em chưa này lại. Rồi em dán mé cái rồi tới đây cái em dạ. Dán xong cái anh đặt vô rồi em lắp lại luôn. Dạ 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 rồi. Đường ống này nó dài tới chảnh luôn hả vậy? Đi tới lúc lên đầu trên luôn, hồ tới hồ thứ 4 mà. Dữ vậy hả? Này này cấp nước gì, nước ngọt hay gì? Cấp hồ lắng á. Dạ. À, hồ lắng đưa về mấy này ha. Dạ, cũng đầu tư dữ hả anh. Bữa quên nữa, nếu mà này phải mình đào qua đó. Được không được thì nếu mà nó nhắm bể thì để mấy anh đào lên. Bây giờ em qua đó em làm phải không? Đâu được, làm thẳng luôn à. Làm thẳng luôn hả? Dạ. Chắc này em làm thẳng đi đào lên thôi. Giờ anh đào tới đó ngưng được rồi. Anh đào tới góc chéo này đi. Dạ dạ, đào này lên đi. Em còn sửa này cỡ nửa tiếng nữa mà. Để em kêu. Dạ đào liền đi ha. Dạ dạ lấy liền đi. Đây anh đặt hết nhiêu tiền? 200 mấy chục mét trong á. Là nhiêu tiền? Dạ 40 mấy 5 triệu tiền ống á. Dữ thằng vậy hả? Trời ống 80 ngàn mét. Dạ. Cây lần xưa hết đâu. Thôi vậy tập trung lượng đào đi. 50 cây lần á. Dạ. 50 cây. Thôi vậy anh đào đi, được em qua đây em sửa bên đây trước. Dạ. Phải đào tốc hành nha. Bởi đường ống này chết. Tại đào chừng tiếng hồ xong hết rồi. Dạ dạ dạ. Thì ảnh lúc đầu thì ảnh bàn với mình, thì em cứ cán lên đại đi, em ơi chạy đại đi. Thì mình mới hỏi ảnh, từ anh ơi cái này đường ống này bao xa rồi tiền bao nhiêu. Thế nãy anh nói không 4 triệu đó em ơi. Cái nó từ thôi anh ơi anh đào anh đi, chứ giờ em chạy bể cái nó đứt đoạn nào biết đâu mà anh giá. Nếu em chạy lên là em lắp xong cái là anh bể hết luôn á. Thà nữa cái anh bắt quá thì anh đặt ở bên trong rồi nè, trong bờ nè là nó cạn nè, anh đặt xong cặp mé đi cái anh âm đường ống ra. Ví dụ vậy anh, thì anh mới đồng ý. Chứ nhiều khi người ta không biết, người ta nói em cứ cán đại anh đi là bể liền. Tại vì xe mình nặng tới mười mấy tấn mà mình lên đó mà cái đường ống nó nằm gì đâu mà có chừng một tấc chứ gì. Tấc không biết được không nữa. Cũng dễ bể lắm. Anh nói
với mình là em ơi em coi cái nào em né né qua em. Mình mới nói trời ơi anh ơi giờ làm bờ mà em đi đường thẳng đây mà sửa bờ muốn cong đây bắt em né đó là cái bờ đó chắc chắc loại luôn anh ơi. Cái anh nói thấy ăn thôi thì đào lên em ơi. Rồi mình nói chuyện cũng không có được hay thì mình nói theo những gì mình nói với anh nãy giờ. Anh em cũng nói chuyện cũng giản dị lắm chứ không có dùng những từ phô trương hay là những lời văn qua Mỹ đâu. Xéo xéo về vút bờ khó thiệt chứ. Bờ này gặp như mấy bạn mà mới vào nghề mà làm mấy bờ này là vô làm thì dai bát là giống như là hết biết đường làm. Giống mình hồi xưa mình mới vào nghề mà đưa mấy bờ dày khó làm dữ lắm. Mình không biết kỹ thuật để làm sao cho các bạn. Làm tới đây là đất cũng vừa đủ luôn nè, nó cũng không có dư nè. Cuộc sống kinh tế mình năm nay kiếm 4 triệu không phải chuyện dễ đâu. Những người có việc làm thì ổn định thì 4-5 triệu thì dễ kiếm. Còn những người nông dân mà chăn trác mà tối ngày cứ quanh quẩn con tôm về kiếm 4 triệu đâu phải là chuyện dễ dàng. Lúc mấy bạn mà xem clip mình hỏi sao anh này ảnh có bạn kia bình luận mình hôm nay cũng lâu rồi hỏi anh chạy mà sao thấy anh vũ gào quá anh. Cái đó cũng không phải là vũ gào, giống như là mình vô cục đất trong gào đó mình nhả ra mình phải vũ cho nó nhảy ra chứ giờ mình bỏ nhẹ nhẹ thì mất thời gian lắm. Thì bạn đó cũng chia sẻ mình nói anh vũ vậy bỏ gào nó cũng mau lỏng mau hư lắm anh ơi. Thì thôi kệ các bạn ơi, giờ đời ta ba đời nó mà. Hư làm cái khác như sao giờ. Thì bỏ gào thường thì mình xài khoảng chừng 3 năm thì mình đóng lại rồi. Chứ giờ đâu có đồ gì mà xài hoài không hư đâu.
bờ ngang này lại thì cái mặt bờ nó nhỏ rồi. Coi mặt bờ này chắc chắc 1m, 1m rưỡi quá. Do cái này thì mình tém bờ mà, với lại bờ ngang của nó thì nó cũng không có nó cũng cả bự rồi. Bây giờ mình phải tém lên. Còn ví dụ mình làm mấy bờ mới thì mình phải làm thấp rồi. Còn bờ này thì đất thì cũng lâu năm rồi mà, nay 3 năm rồi mà đất cũng cứng rồi. Này thì mình vớt nhẹ nhẹ ở bên hông cái bờ. Còn cái chân bờ của nó thì mình giữ nguyên. Thì giống như mình cho nó gom cao lên như thế này nè. Chứ mà mình tém cái chân vô một cái nữa thì cái đất nó dư nhiều. Vớt bên hông không mà đất nó cũng còn dư đây. Cái lỗ phía trước mình là cái lỗ để bữa ảnh nối cái đường ống. Thì tới cái đoạn chỗ này thì cái đường ống nó nằm ở xích chỗ này rồi. Nên thì mình chạy chắc mình giống như cái đường ống nằm chỗ này nè, nằm ngay chỗ cái răng gào bìa của mình á. Nên chạy nó cũng sát mí luôn, chắc nó cũng không bể đâu. Chừa cái lỗ đó nữa, cái anh nối cái co lên đó, cái anh bắt lên, cái anh đi thẳng lên trên luôn. Hai bên đây làm như mình thấy sâu hơn hay sao á. Mình thấy cái bờ nó mình làm cũng cao bằng nhau mà sao mình thấy cái lúc mà mình vuốt cái cần mình cái gạo mình xuống nè, mình thấy nó sâu hơn.